Mẹ Mẫn đưa cô ca đi đu idol và những nỗi buồn nho nhỏ. Cặp bàn cô bị khốn. Cặp bàn cô bị khốn. Cả nhà, như đã nói trước đó thì sáng ngày 29 tháng 7, mẹ Mẫn, cô Ca và chú Huy đã chuẩn bị những phần quà ngay tại khách sạn nè để đem đến sân vận động gửi cho các Blink. Mẹ Mẫn thì đi concert của Blackpink lần này là lần thứ 5 rồi, nhưng cô Ca đây là lần đầu tiên được tham dự concert cùng mẹ Mẫn. 4 giờ chiều thì ở sân vận động đã cực kỳ đông rồi nha, mà nắng rất là gắt luôn á. Mẫn đã gặp được rất là nhiều những bạn Blink dễ thương và đã gửi đến các bạn những phần quà nho nhỏ. Mong là các bạn sẽ đi concert vui vẻ và tận hưởng buổi concert thiệt là đã luôn. Chúc mọi người đi khán thật. Vui nhất là có rất là nhiều bạn nhận ra Mẫn á, sau khi Mẫn trao quà các bạn còn xin chụp hình nữa, vui dễ sợ luôn. Cô Ca cũng hào hứng không kém. Rồi xong, thấy mấy cô bán mấy cái đồ chơi là cô Ca cũng xin mua, mẹ Mẫn cũng mua cho cô Ca luôn. Quà xong là khoảng 5 giờ mấy thì mẹ Mẫn với cô Ca bắt đầu đứng ở quầy VIP check in đeo vòng tay vô. Sau khi mà check in xong á thì mình sẽ nhận được quà đặc biệt từ ban tổ chức. Nhưng mà không ngờ mới nắng đó xong tự nhiên cái chuyển qua mưa ầm ầm chạy không kịp. Mà nắng thì nắng quá trời, cái tự nhiên là mưa nè. Hết mưa tranh thủ ăn nạp năng lượng, sau đó xếp hàng đi vào khu VIP. Lúc mới vô Mẫn đã tuyệt vọng nhẹ nhẹ bởi vì cái ghế của mình ngồi ở xa quá. Đi concert Blackpink 5 lần rồi, đây là lần đầu tiên mà ngồi xa các nàng như vậy. Tại các bạn biết sao không, ban tổ chức ở Việt Nam á không có cái map nên là mình không biết được cái số ghế của mình sẽ ngồi ở đâu, cho tới khi mình vào sân vận động rồi thì mình mới biết vị trí. Do là kể cả cô Ca với mẹ Mẫn á thì chiều cao đều khiêm tốn hết trơn, nên là ngồi xa như vậy nè, nhìn lại sân khấu không có thấy cho là mấy, mà kể cả nhìn màn hình á cũng bị che khuất rất là nhiều. Vé của Mẫn á là AG69 AG70 nằm ở khu VIP L. Nàng đi ra là coi như vẫn không nhìn thấy được gì luôn á, chỉ có thể xem qua bằng cái điện thoại thôi, tại mình giơ cái điện thoại cao lên mình quay á thì mình nhìn vô cái màn hình điện thoại, chứ còn không là không thấy gì luôn. Blackpink vẫn cứ là đẹp quá đi, trời ơi, nao nức lòng người đó. Nào giờ đi concert đó thì vẫn luôn cố gắng săn những cái ghế mà gần sân khấu, với lại ở nước ngoài á thì cái khu VIP nó sẽ nhỏ hơn, còn ở Việt Nam lần này á ban tổ chức thiết kế cái khu VIP nó quá rộng đi. Đã vậy không có cái map để cho mình biết được cái ghế mình sẽ ngồi ở đâu nữa chứ. Do hôm nay á, lúc thì trời nắng, lúc thì trời mưa, cái ở giữa concert đó cô Ca mệt, ảnh nằm ảnh ngủ luôn. Tại vì ảnh ngồi lên cũng không có thấy được gì hết trơn á, tội nghiệp lắm. Trời ơi, có ai đi concert mà ngủ giống cô Ca không trời. How is everybody feeling today? Is everyone okay with the weather? Ok, cô Ca cứ nghỉ ngơi tí xíu đi nha. Còn mẹ Mẫn thì vẫn quẩy concert bình thường. Đợt này về Việt Nam hả, Blackpink mặc outfit quá là đẹp, Jisoo đẹp tuyệt vời luôn. Cả bốn thành viên lần này về Việt Nam á, Mẫn thấy cái năng lượng trong concert của họ rất là vui, biểu diễn cực kỳ sung, dễ thương quá, dễ thương đi. Và cái concert ở Việt Nam lần này rất là đỉnh luôn, bắn pháo hoa đun 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 đun.
Jisoo thì trong lúc solo á, bị trục chặt cái là cái dây nơ cứ bay lên mặt của Jisoo hoài à. Nhìn Jisoo xử lý dễ thương xỉu luôn á cả nhà. Từ cái đợt đi concert encore ở Thái Lan xong á là Mẫn càng ngày càng mê Jisoo luôn á. Cái tính cách rất là cute dễ thương sao sao cả nhà ơi. Jisoo solo xong thì lại tới phần solo của Jennie, và lần này có một cái sự thay đổi nho nhỏ là kết hợp hai bài solo luôn. Solo của Rose hình như là bị trục trặc âm thanh hay sao mà vẫn thấy bị tới hai lần lận. Nhưng mà không sao, màn trình diễn vẫn quá tuyệt vời. Và cuối cùng là tới tiết mục solo của Lisa. Everyone silent. Listen to my mom. Này thì cô ca tỉnh nè, nhưng mà em hơi buồn là tại vì em ngồi em không có thấy được gì hết đó. Thấy vậy nên là cái ngày 2 em muốn mua vé Platinum, muốn quyết định pass lại để kiếm cái vé gần sân khấu. Jennie nhảy si tình nó làm khuấy động cả sân khấu luôn. Sau đó Jennie còn dạy lại cho các thành viên khác trong Blackpink nhảy si tình nữa. Wow, trời ơi. Make it very, very dark. Yes, perfect. Very dark. Nice. Fun. Good! Oh. Hide the light sticks. I want it to be very dark in here. Very nice. Think slow. Một hồi mẹ Mẫn động viên trấn an thì cuối cùng cô ca bắt đầu hòa mình vào cái không khí quẩy gì đó, nghe nhạc là nhún nhảy luôn rồi. Được cái ở cái khu Mẫn ngồi các bạn quẩy rất là sung luôn. Bài hát chính đó thì bây giờ các thành viên sẽ vào thay đồ để chuẩn bị encore, và đặc biệt ở Việt Nam thì chúng ta còn có một tiết mục đặc biệt đó là Dance Challenge. Lúc này thì các bạn bling quẩy rất là sung, cô ca cũng mê cũng khoái, mà lâu lâu á phía trước thì có nhiều người đứng lên quá che mất tầm nhìn, cái ảnh buồn tí xíu. Cả nhà biết sao không, một phần là tại vì Mẫn cận nè, và Mẫn với cô ca thì rất là nhỏ con, rồi thêm cái là từ những lần đầu đi concert là Mẫn đã ngồi ở vị trí rất là gần với các nàng rồi, đây là lần đầu tiên Mẫn ngồi xa như vậy á, nên cái cảm xúc của Mẫn nó cũng không có được tuyệt vời như những cái lần ngồi gần. Cái điểm mà kéo là cảm xúc của Mẫn nhất á là các nàng diễn quá là sung, cộng thêm là nhảy si tình và nói tiếng Việt dễ thương, nên tuy là lần này ngồi hơi xa nhưng mà quả là không phí tiền, concert bắn pháo hoa đun 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 luôn mà. Cái khúc này là quẩy vui dữ nhất luôn á cả nhà ơi.
đang vui là như vậy, nhưng mà tới khúc Blackpink kêu mọi người đứng lên để quậy á, thì trời ơi khúc này tôi tuyệt vọng toàn tập luôn. Tất cả mọi người phía trước phía sau gì của tôi đều đứng lên ghế gì hết rồi, tôi coi cái gì đi hả cả nhà. Tại vì những cái người ở phía trước xa xa người ta bắt đầu đứng lên ghế thì những cái người đằng sau muốn thấy đường họ cũng phải đứng lên luôn, và hai mẹ con tôi lọt thỏm giữa đám đông. Mẫn thì vẫn ngồi thôi, còn cô Ca thì đứng. Rồi sau khi kết thúc concert thì Mẫn đã đi ra Vincom Nguyễn Chí Thanh để ăn hai di lao. Rút kinh nghiệm từ ngày 1 nên Mẫn đã pass lại hai cái vé platinum của ngày 2 để kiếm hai cái vé VIP gần sân khấu. Theo cả nhà thì Mẫn có kiếm được vé VIP ngày 2 không?